Già rồi, sống dựa con hay dựa tiền bạc? Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, cách đây ít năm, tôi từng đọc một bài báo ảnh với tiêu đề Đầu bạc lưng còng, len lỏi mưu sinh khắp thủ đô, nói về cuộc sống và công việc của những người già trên chính mảnh đất thành phố Hà Nội. Họ làm rất nhiều nghề khác nhau, từ cắt tóc, bán báo, cho đến mài dao, bán nước. Tôi đã lặng đi và tự hỏi, tại sao ở độ tuổi, lẽ ra họ được quây quần bên con cháu, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ và an nhàn, thì lại phải vất vả làm việc để tự nuôi sống bản thân. Phải chăng bởi gánh nặng tài chính vẫn còn đè nặng trên đôi vai, khiến tuổi già chẳng còn đúng nghĩa như nó vốn có? Cho đến mãi về sau, những hình ảnh này vẫn ghim vào tâm trí, để tôi hiểu rằng tiền thật sự quan trọng với tuổi già như thế nào. Chỉ khi bạn thực sự tận mắt chứng kiến những cảnh đời vất vả, trớ trêu của tuổi già khi không có tiền, bạn sẽ thấy giữa tiền bạc và tuổi già có mối quan hệ rõ ràng đến mức chân thực, đủ để thôi thúc bạn phải nhìn nhận lại lối sống và cách suy nghĩ của mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện sau đây nhé. Thứ nhất, tuổi già cần có tiền để phòng thân. Sau những năm làm việc miệt mài, bước vào tuổi già, ai cũng mong muốn có cuộc sống an nhàn, con cháu đề huề, kinh tế vững vàng, có tích lũy để dành. Thế nhưng, không phải người già nào cũng có được cuộc sống như vậy. Vẫn còn không ít người già cô đơn, vất vả, túng bẩn tới tận lúc sắp lìa đời. Bà Trần Thị Màng ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, run run lần dở từng đồng bạc. Bà kể, đây là tiền con cháu cho, lúc thì 50.000 đồng, khi thì 20.000 đồng, được bà góp lại thành một món. Mỗi tháng, bà dành số tiền này để đi khám và điều trị bệnh máu khó đông. Người phụ nữ cao tuổi này còn mắc nhiều chứng bệnh tuổi già khác như huyết áp, dạ dày, thấp khớp, đau lưng. Nhưng chưa bao giờ bà Màng được khám chữa bệnh tử tế, bởi chi phí điều trị bệnh khiến bà vô cùng chật vật. Các con cũng chẳng dư giả gì, nên thỉnh thoảng chúng cũng chỉ có khi cho 100.000, khi thì 200.000 để ăn với cả mua thuốc. Chúng nó cho đồng nào biết đồng ấy, chứ tôi không tiết kiệm được đồng nào, giờ về già tay trắng. Bà Màng ngậm ngùi khi nghĩ về những năm tháng vất vả cuối đời như vậy. Thưa quý vị, có thể thấy, khi bước vào tuổi già, không ít người đã phải đối mặt với nhiều trăn trở, lo lắng, khi không có đủ tiền bạc để chi tiêu thoải mái, phụ thuộc vào con cái hay thậm chí là rơi vào tình trạng nợ nần. Vậy nên, ngay từ bây giờ, mỗi người phải tự đặt cho mình câu hỏi, về già sống bằng gì, bằng lương hưu, phụ thuộc vào con cái hay là nguồn thu nhập khác. Do đó, ngay từ khi còn trẻ, phải ý thức sinh hoạt lành mạnh, giữ gìn sức khỏe và phải có kế hoạch chủ động tiết kiệm, tích lũy vật chất cho tuổi già. Câu chuyện thứ hai, tuổi già có tiền để không phải nhìn sắc mặt con mà sống. Khi con trai thứ hai của tôi lên 7 tuổi, là lúc bố của chúng qua đời vì bị cảm nắng lúc đang gặt ngoài đồng. Khỏi phải nói, sự ra đi đột ngột của ông nhà tôi lúc đó đã để lại cho vợ một gánh nặng vô cùng lớn.
mất đi người làm trụ cột kinh tế gia đình. Tôi bỏ cả việc đồng ruộng, đi bán rau củ quả ngoài chợ đầu mối để kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Không ngày nào tôi không dậy từ 4 giờ sáng đi lấy rau cỏ bán và tận 4 giờ chiều mới về nhà. Vì thế, hai con trai ở nhà phải tự đặt chuông báo thức, tự nấu mì tôm hay rang cơm ăn sáng rồi bảo nhau đi học. Cũng may lúc ấy hai thằng bé nhà tôi ngoan lắm, vì biết mẹ vất vả, chúng nó chăm học và làm đỡ mẹ việc nhà. Tôi còn nhớ khi con trai cả 18 tuổi vào đại học, cũng là lúc một người đàn ông trong làng quá vợ đến hỏi tôi. Dù biết ông ấy rất tử tế, gia cảnh cũng khá giả, nhưng tôi vẫn nhất quyết từ chối, không tái giá. Con tôi còn bảo, giờ hai anh em con lớn rồi, mẹ cứ đi lấy chồng đi, dù gì thì chú ấy cũng cùng làng. Mẹ con có phải xa nhau đâu, mẹ vẫn còn trẻ, sống cả đời vậy sao được. Nhưng tôi vẫn ôn tồn bảo, thực sự mẹ không muốn tái giá, mà chỉ muốn chuyên tâm nuôi anh em các con khôn lớn trưởng thành. Cho dù khổ cực, vất vả, nhịn ăn, nhịn mặc, mẹ chỉ mong hai con sau này có thể sống tốt để dựa vào, nhờ cậy lúc về già mà thôi. Khi con còn nhỏ, tôi không ngớt tay chân, chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ. Khi chúng lớn lên, tôi lại oằn mình xây cho mỗi đứa một căn nhà hai tầng để cưới vợ được khang trang, rộng rãi. Cả đời làm lụng, hy sinh hết thảy cho các con. Có bao nhiêu vốn liếng cũng dồn hết cho chúng xây nhà, xây cửa, rồi lo vốn cho chúng mở cửa hàng, cửa hiệu. Nên khi về già, tôi chẳng có gì trong tay. Khi đó tôi nghĩ, có sao đâu, vì mình cả đời vất vả vì con như vậy, chẳng lẽ hai anh em chúng không lo nổi cho mẹ khi về già. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Ở chung với các con, mọi chi tiêu, sinh hoạt đều phụ thuộc vào chúng. Lắm khi tôi muốn ăn thứ này, thứ kia cũng ngại, không dám hỏi. Rồi khi ở quê có dỗ chạp, đình đám, lại phải hỏi xin tiền chúng. Con trai thì không sao, còn hai cô con dâu nữa thật sự là quá bất tiện. Cuối năm ngoái, tôi bị đau dạ dày, phải đi cấp cứu. Sức khỏe ngày càng giảm sút, bệnh nọ nối bệnh kia khiến tôi vào viện như cơm bữa. Ban đầu, con cái còn nhiệt tình chăm sóc. Về sau, chúng cứ ngãng dần ra, đứa này đùng đẩy đứa kia. Còn hai cô con dâu, mỗi khi tôi trái gió trở trời bị ốm, chúng toàn chép miệng, ốm gì mà ốm lắm thế không biết. Tôi có nhờ chúng nấu cho bát cháo, thì thi nhau kể công. Từ năm ngoái đến nay, do sức khỏe kém hơn, nên tôi giao việc dỗ chạp cho con trưởng. Anh em nó, đứa nào cũng kêu bận, rồi đùng đẩy nhau. Sao bỗng dưng phải gánh lắm nghĩa vụ thế? Bà còn sống chứ đã chết đâu mà để cho nhà mình cơ chứ? Con dâu tôi bức xúc nói như vậy. Tôi buồn lắm, không nghĩ cả đời hy sinh cho con, cuối đời phải sống khổ sở khi phải phụ thuộc vào các con như thế. Quý vị thân mến, tuổi càng cao, bạn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu. Không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện duy nhất bạn phải làm là sống tốt mỗi ngày. Già rồi, sức khỏe không được như những người trẻ tuổi. Tiền cũng khó kiếm được, thậm chí là không còn khả năng kiếm tiền. Bạn nhất định phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão, ít nhất là phải đủ để nuôi bản thân sống qua ngày.
Rất nhiều người già khi về hưu đã đưa hết tiền cho con cái với mong muốn là con cái sẽ chăm sóc bố mẹ. Bạn nghĩ cách làm này có đúng không? Thực chất, hành động này không khác gì đánh bạc. Bạn dùng tất cả của cải dành dụm được, đánh cược hết vào lòng hiếu thảo của con cái. Nếu bạn thua, có nghĩa là con cái bạn không hề có hiếu. Không chỉ vậy, số tiền mà bạn đã liều lĩnh đánh cược cũng mất trắng. Câu chuyện thứ ba, tuổi già có tiền để tự do hưởng thụ cuộc sống mà mình muốn. Tiền bạc có thể không phải là tất cả trong cuộc sống của mỗi người, nhưng nó có thể hỗ trợ bạn chăm sóc sức khỏe, tạo sự an nhàn ở tuổi xế chiều. Sau khi về hưu, trong tay có tiền, có thể rủ bạn bè đi đây đó, cũng có thể học và làm những thứ mà hồi trẻ thích nhưng không có thời gian và cơ hội làm. Chỉ khi có tiền, bạn mới có nhiều cách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mình một cách thích hợp. Uống những loại trà cao cấp, ăn những thức ăn bổ dưỡng, mặc những bộ quần áo đắt hơn một chút. Nhiều người khi về già được thảnh thơi, họ dành thời gian cho những chuyến tham quan du lịch. Nhưng để làm được như họ, không chỉ có sự chung tay thấu hiểu giữa hai vợ chồng, mà cần có sự chuẩn bị sẵn cho mình một khoản tiền an dưỡng khi về già. Hạnh phúc đôi khi là những chuyến đồng hành và có người bạn đời sát cánh tìm hiểu những điều mới mẻ. Cuộc sống như thế thật sự ý nghĩa biết bao. Quý vị thân mến, dự báo đến năm 2036, Việt Nam sẽ từ già hóa dân số chuyển sang dân số già. Theo báo cáo triển vọng thị trường, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam, đến năm 2035, Việt Nam sẽ có 20 triệu người già. Tốc độ già hóa dân số đang diễn ra hết sức nhanh chóng, đòi hỏi mỗi người cần sớm lên phương án tích lũy tài chính. Chủ động chuẩn bị cho tuổi già không chỉ mang lại lợi ích lớn cho người cao tuổi, mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội. Mọi người vẫn hay nói rằng, phải có con cái để về già có người chăm sóc. Nhưng thực ra, sự đời khó đoán. Điều tốt nhất bạn có thể làm là không liên lụy đến người khác, không tổn thương bản thân. Hãy chuẩn bị từ trước, bởi tiết kiệm lúc nào cũng cần thiết. Hãy thực hiện điều này ngay từ khi còn trẻ và biến nó thành thói quen để có một cuộc sống an nhàn khi bước sang con dốc bên kia của cuộc đời. Suy cho cùng, cả đời chỉ dựa vào bản thân mình, ấy cũng là một loại hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!